Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel kênh review của mình. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về một sản phẩm vô cùng quen thuộc với những người thợ sửa chữa, như đó chính là một chiếc đầu mũi khoan. Chiếc đầu mũi khoan này được chia làm hai đầu, một đầu sử dụng cho loại vít ngang. Đấy, và một đầu sử dụng cho cái loại vít cạnh, vít bốn cạnh. Đó, đây, mọi người có thể nhìn thấy. Sản phẩm này thì là cái sản phẩm có chất lượng khá là tốt, được làm từ sắt, từ thép không gỉ. Có mạ một lớp đỏ đỏ bên ngoài, nhưng mà sau thời gian sử dụng thì nó đã sờn hết rồi. Đó, này dùng để vặn các con ốc vít, sử dụng cho các cái máy khoan, máy điện, khoan điện, khoan máy khoan điện để gắn vào trong các cái đầu khoan, và chúng ta sẽ trực tiếp sử dụng mở một cách nhanh chóng hơn. Một mũi khoan này giá khoảng tầm 5 đến 10 nghìn, bán ở các cái đồ dân dụng, ở các cửa hàng đồ điện dân dụng, hoặc là các bạn có thể lên trên các sàn thương mại điện tử có thể đặt hàng mà có thể là sẽ phải gặp những cái hàng đều không có chất lượng. Sản phẩm có được chứng nhận của công ty nên là mọi người cứ yên tâm sử dụng. Mình cầm khá là chắc chắn. Đầu thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng chỉ có một đầu, đầu này là chủ yếu thôi, vì đa số các cái ốc vít bây giờ đều sử dụng cái đầu kìa bốn cạnh, chứ cái dùng cái loại hai cạnh này thì khá là ít. Đấy. Nên là các bạn có thể nhìn thấy sau một thời gian sử dụng thì cái đầu bốn cạnh này nó hay bị tòe ra, nó xoay tròn. Đấy, nhưng con đầu hai cạnh này thì vẫn còn nguyên si và không có xây xước một chút nào. Đó. Người dùng không hết thì cậu không hết thì để làm gì? Giờ nhiều văn quá chẳng biết văn nào, ngồi cứ thế thôi. Để sản xuất ra một cái này thì các cái công xưởng đã tạo hình cho cái một thanh thép như thế này, sau đấy chúng ta tạo hình cho hai đầu, và điều quan trọng đó là khi ra khỏi xưởng thì sẽ được mạ một lớp chrome và sơn một lớp màu chống rỉ. Đấy. Đấy, các bạn nên các bạn cứ yên tâm để về vấn vấn đề an toàn của chiếc đầu vít này, đầu vít khoan điện. Đó. Ở cái đầu vít khoan điện này thì sẽ giúp cho chúng ta tăng nhanh khối lượng công việc của mình. Đấy, làm việc hiệu quả hơn. Và phần review của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về những cái sản phẩm hữu ích trong cuộc sống tiếp theo. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình để mình có thêm những động lực để làm thêm những cái video tiếp theo.
cho dành cho các bạn trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và xin cảm ơn.